Nó có đèn lộ startup này, đấy, gương kính chỉnh điện na răng đúc 4 bánh này, xi nhan báo giá trên gương, tay lắm mở cửa opilock mạ chrome, bàn phím tích hợp trên mô lăng, túi khí an toàn. Con này thì để cho các bác là 185 triệu đồng, đấy, đời 2014 bản đủ. Xe tư nhân chính chủ biển Thái Bình, nội thất ghế lì rất là ok cho các bác. Bên cạnh đây cũng là một mẫu xe i10, đấy, con này thì đời 2015, đấy, biển kiểm soát Hải Phòng, La Răng Đúc, đặc biệt em này lên La Răng Đúc rất là đẹp các bác nhé. Con này thì nó là bản bay các bác này, đấy, nội thất ghế da màu đen rất là ok, ghế da trần nỉ các bác nhé. Đấy, con này thì nó là số tự động này, đấy, số tự động các bác nhé, số tự động, đấy, đời 2000, con này thì nó là số tự động đời 2000 268 triệu đồng này, 2015 các bác nhé. Đấy, con này số tự động 2015 268 triệu đồng, bao hồ sơ cho anh em. Mẫu xe Hyundai i10 có này, đeo biển kiểm soát Hải Phòng 15A. Con này thì đời 2015 174 triệu đồng. Đấy, mẫu xe Hyundai i10 La Răng Đúc và sơn xi màu trắng này, biển kiểm soát Hải Phòng các bác nhé, đeo biển kiểm soát Thái Bình các bác này, 17A 05137 các bác nhé. Con này thì đời 2015. Đấy, con này thì cũng để cho các bác là 174 triệu đồng, bao hồ sơ gốc luôn cho anh em. Hỗ trợ sang tên bấm biển về chính tên chủ cho các bác. Đấy, dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc của em nó thì rất là dễ thay thế các bác nhé, có cả màn hình Android cam nồi đầy đủ rồi. Các bác mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Bên cạnh đây là một mẫu xe Kia Morning, vâng, một mẫu xe bản đủ bản Sport. Hồ sơ thì cầm tay rồi, sang tên bấm biển trong một lốt nhạc thôi, với giá tiền là 128 triệu đồng, bao gồm phí ship với phí sang tên bấm biển cho các bác luôn các bác nhé. Nội thất thì ghế da màu đen, đấy, bô lăng quả số thì phải nói rất là đẹp luôn. Điều hòa auto các bác nhé, có cả điều hòa auto luôn. Đấy, mẫu xe bản hatchback một đầu 128 triệu đồng. Đấy, xe thì phải nói keo chỉ zin, con này vẫn máy zin các bác nhé. Bên cạnh đây là một mẫu xe Kia Morning. Kia Morning sản xuất 2008 này, hàng nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc các bác nhá, nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Con này thì để cho anh em là 145 triệu đồng. Đó, xe tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Đấy, túi khí ABS, màn hình Android. Đó, con này thì chỉ có 145 thôi các bác nhá, 145 triệu. Mẫu xe Kia Rio. Đấy, Kia Rio nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc, hồ sơ cầm tay, với mức tiền là 275 triệu đồng. Đấy, bao gồm phí sang tên bấm biển cho các bác nhé, sang tên bấm biển về chính tên chủ cho các bác luôn. Mẫu xe Kia Morning, con này thì đời 2010, suối rắc máy eco. Con này thì để cho anh em là 185 triệu đồng, bao hồ sơ gốc cho anh em. Kia Morning đời 2012, con này thì để cho anh em là 115 triệu đồng. Chevrolet Spark đời 2011, nước sơn màu đỏ, con này thì 79 triệu đồng. Mẫu xe BD nhập khẩu nguyên con từ Trung Quốc, Đài Loan, con này thì giá tiền 85 triệu đồng. Hyundai Getz đời 2009, bản đủ, hai đèn trần, bô lăng gật gù, nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc về, giá tiền 118 triệu đồng. Kia Morning mang nước sơn màu xanh, đấy, con này thì đời 2014, 139 triệu đồng. Con này thì đã được độ lên La Răng Đúc 4 bánh rồi các bác nhé. Chevrolet Spark đời 2010, nước sơn màu cốm này, xanh cốm các bác nhé, 70 triệu đồng. Các bác mua về che mưa che nắng rất là ok. Biển kiểm soát Bắc Linh, quê hương Quan Họ, đó là mẫu xe Kia Morning. Kia Morning là một mẫu xe nhỏ gọn, xinh xinh, tiết kiệm nguyên liệu, 158 triệu đồng, 68 triệu, đời 2016 các bác nhé. Đời 2016, tên biển Hải Phòng.
tư nhân chính chủ biển Hải Phòng luôn các bác nhé. Con này thì 168 triệu đồng có bao hồ sơ. Mẫu xe Trendlab Smart form mới form siêu nhân 125 triệu đồng. Đấy, các bác mua về che mưa che nắng tập lái con này thì rất là ok luôn. Form dáng thì rất là đẹp luôn, 5 chỗ ngồi các bác nhé. Kia Morning, Kia Morning là một mẫu xe dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hay ở mặt. Đời 2008, 158 triệu đồng. Kia Morning đời 2009, suối rác máy Eco. Biển kiểm soát Quảng Ninh, nước sơn màu đỏ, 175 triệu đồng. Kia Morning, một mẫu xe rất là sơn si thì rất là trẻ trung và đẹp đẽ luôn. Nội thất ghế da xịn, la răng đúc. Đấy, con này thì suối rác máy Eco nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc, giá tiền cho anh em là 179 triệu đồng, có cả điều hòa.